nay tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và các cấp ngành địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp. Hội đồng chuyên môn Trung ương và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trong khám, hội chẩn, điều trị. Chất lượng công tác phòng ngừa phát hiện sớm bệnh tật và chăm sóc điều trị bệnh cấp tính, mạn tính đối với cán bộ cấp cao tại các bệnh viện quản lý sức khỏe cán bộ, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành trong và ngoài hệ thống được nâng cao. Nhiều trang thiết bị kỹ thuật, chẩn đoán điều trị, xe cấp cứu hiện đại, tiên tiến đã được đầu tư, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu điều trị, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Năm 2022, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và các cấp ngành địa phương tiếp tục tập trung làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, trong đó xây dựng đề án nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ lãnh đạo trong tình hình mới giai đoạn 2022-2026, nâng cấp trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng, đổi mới quy trình chăm sóc, theo dõi sức khỏe cán bộ cấp cao. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đề nghị thời gian tới, Ban bảo vệ chăm sóc cán bộ các cấp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng chuyên môn, kiện toàn sắp xếp tổ chức ban phù hợp với tình hình mới. Phấn đấu 100% cán bộ các tỉnh thành phố được bảo vệ chăm sóc sức khỏe, tăng cường trao đổi chuyên môn, hợp tác quốc tế để chăm sóc, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho cán bộ.